Một số bé há miệng nhỏ hoặc là bé bú bình lâu nên miệng bé không có há to nữa, khiến cho cái việc khớp ngậm nó không có được tốt. Vậy thì để giúp cho những em bé này có thể chốt sâu hơn thì mình sẽ dùng hai kỹ thuật. Một là kỹ thuật hamburger, hai là kỹ thuật đẩy cổ bé vào. Kỹ thuật hamburger nghĩa là mình sẽ phải làm dẹp cái phần quầng vú. Giống như là khi mình ăn miếng bánh mì hamburger mình làm dẹp thì mình cắn nè. Nếu mình để dọc như thế này mình sẽ rất là khó cắn, nhưng mình để đúng chiều thì mình sẽ rất là dễ cắn miếng bánh mì hamburger đó. Và mình để ý là khi mình làm dẹp thì có phải là hai ngón tay mình song song với hai môi mình không? Vậy khi em bé nằm ngang thì hai môi của con sẽ dọc như vậy. Mình sẽ dùng tay bợ cổ. Phần cẳng tay sẽ ôm dọc mông và lưng con. Tay bé ôm bên hông mẹ. Tay còn lại mình sẽ làm dẹp khuôn miệng con. Cổ tay hướng xuống dưới khi con há miệng. Mình dùng tay này đẩy một cái lực dứt khoát vào. Thì đối với cái kỹ thuật này nó sẽ giúp cho em bé ngậm sâu hơn vô trong cái phần quầng. Nè, mình làm dẹp nè, xong mình đẩy nè, thì có phải là em bé sẽ chốt sâu hơn không? Còn nếu mình không làm dẹp ha, cái quầng lên nè, em bé nó sẽ không vô sâu bằng. Và nếu mà mình không có lực đẩy một tí xíu thì em bé nó sẽ ngậm cái phần đầu, nó không có chồm sâu vô trong phần quầng. Thông thường theo kinh nghiệm của bác thì những mẹ nào mà đã cho con bú bình, em bé há miệng nhỏ, mình tập theo kỹ thuật này một thời gian, khi mà em bé nó chốt tốt hơn, tự động em bé nó sẽ há miệng to hơn ha.